Anh gọi điện cho em có chuyện gì vậy? Tại sao họ lại ở đây? Tụi tôi tới đây là để kể cho anh Hải nghe chuyện tình của cô với thằng Quân đó. Ừ, tôi có làm sao tôi kể như vậy thôi. Tại sao lại giấu tôi chuyện cô từng qua lại với thằng Quân? Nhưng em với Quân đã chia tay rồi mà. Anh à, ai mà không có quá khứ chứ. Em không muốn nhắc lại nên không nói với anh thôi. Cô không muốn nhắc lại hay là cô không dám la lên? Nếu mà biết, dễ gì ba chồng tôi cho cô lấy anh Hải. Hai cậu cháu yêu cùng một người. Mà thật ra, cô chỉ lợi dụng anh Hải để trả thù thằng Quân thôi. Chứ cô không hề yêu anh Hải. Bà im đi. Bà đừng có đặt chuyện đi dán tình cảm vợ chồng tôi. Anh à, anh tin lời bà sao? Bà bị thằng người yêu đá nên bây giờ mới tìm cách phá anh với em mà. Tôi cũng có suy nghĩ, cô không hề ghen tuông khi cô coi những tấm hình tôi chụp chung với bồ nhí. Cô còn thấy thoải mái khi tôi không làm phiền cô nữa kìa. Anh à, làm gì có chuyện đó. Ai nói với anh? Chị Ngọc. Dạ. Chị nói đi. Hôm đó tôi nghe cô nói với bạn cô như vậy mà. Anh đừng tin lời bà chứ. Bà dù không em, tại sao lại tin một người giúp việc như bà? Anh phải tin em chứ. Dì đưa cho cổ nghe đi. Dạ. Cô cứ nghe đi. Chị trẻ nhỏ, mày đang ở đâu á? Đang ở nhà, giải quyết một số công việc nè. Ơ, vậy còn Hải chồng mày đâu? Sao không phụ mày? Ông đi chơi với mấy con bồ nhí rồi. Trời ơi, sao mày không đi chung với ổng? Để ông đi chung với bồ nhí chi vậy? Bà nói chuyện mắc cười, đi chung với ổng làm gì? Phát chán. Ờ, mày không yêu ông Hải đúng không? Mà cũng đúng rồi, tại giờ ổng quá đáng với mày. Lợi dụng lúc mày say. Tao cứ tưởng là mày hận ông dữ lắm. Đúng là tao không yêu ổng. Thậm chí, tao hận ổng đã cưỡng hiếp tao. Nhưng mà người tao hận hơn cả ổng là một người khác. Chỉ có ổng mới giúp tao có những thứ để trả thù tên khốn kia thôi. Sau này khi tập đoàn vào tay ổng, ổng thì cứ vui vẻ với tụi bồ nhí. Còn tao, tao sẽ thay ổng quản lý mọi chuyện. Tôi tưởng bà tốt nên mới tâm sự không đề phòng bà. Không ngờ bà dám phản tôi, thông đồng với họ. Tôi nói cho cô biết, bà ở với tôi còn lâu hơn ở với cô đó. Dĩ nhiên là bà phải giúp tôi rồi. Bây giờ cô còn chối cãi nữa hay không? Anh à, anh đừng có nghe những lời họ nói. Họ thông đồng hại em thôi. Em yêu anh thật lòng. Nếu không thì em không thể nào ở bên cạnh anh được. Cô này, cô đừng có quỷ biện nữa. Tôi không phải là thằng ngu. Anh Hải. Hai người cút khỏi nhà tôi. Có khi nào nó đòi ly dị con không? Con nghĩ hiện tại thì không. Dì đang trong giai đoạn quan trọng. Không có con, ông sẽ không bao giờ xoay sở được gì hết. Nhưng nếu như không giải quyết được chuyện này thì ông cứ giữ khư khư ở trong lòng. Sau này con sẽ khó nắm quyền ở công ty thay ông. Mẹ không ngờ con Thanh đó, nó lại thủ đoạn như vậy. Đúng là mình đã quá xem thường, không đề phòng nó mà. Kể cả con Thắm nữa. À, hay là để mẹ gọi điện cho thằng Hải xem sao. Thôi mẹ, con nghĩ là ông sẽ không nghe đâu. Chắc là ông đang ở quán bar. Để con chạy ra quán bar tìm thử, rồi con xuống nước với ông. Còn nếu như ông không chịu bỏ qua thì mình phải chờ cơ hội, dựng một vài màn khổ nhục kế, cho thấy là con thật lòng với ông. Nhưng mà sao con biết là nó đang ở quán bar? Con thấy ông đi ra khỏi nhà mà không đi xe, lại đón taxi, là con đoán vậy thôi. Màu tranh ra coi. Cái nó lết dễ xíu gì đâu mà hai ba thằng đứng. Mẹ. Đại ca, không ngờ lại dễ thiệt. Em chưa chụp thuốc mê á mà xử lý xong hết rồi. Đại ca. Chú, tại sao chú lại? Kêu nó lên. Đi. Rút.
đồ ra. Dậu. Để lên. Thả tôi ra. Tụi bay là ai? Xuống. Mày xuống mày. Tụi bay là ai? Thả tôi ra. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Có ai ở đây không? Cứu tôi với. Thả tao ra. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Mày có la khang tiếng cũng không có ai nghe hết. Thả tao ra. Nè. Mẹ tụi bay. Tụi bay muốn bao nhiêu tiền tao cũng đưa hết. Thả tao ra. Thả ra. Tao chỉ muốn cái mạng của mày thôi. Mày là thằng Minh. Thằng Minh, thằng khốn nạn. Mày Anh Hải. Anh nói cái gì vậy? Hắn là bà hờ của tên Quân sao? Đúng vậy. Minh là tên thật của tao. Còn Vũ cũng như hàng chục cái tên khác, tao chỉ dùng để lừa gạt những con đàn bà nhẹ dạ mà thôi. Trong đó có mẹ của mày đó. Đồ khốn nạn. Đáng lẽ tao chỉ tính giết thằng Hải. Mày, mày chỉ là con dâu, không có quyền thừa kế gì. Nhưng mà xui là mày đã phát hiện ra tao. Sau khi tao giết tụi mày xong, một mồi lửa đốt sạch tất cả. Công an khó mà tìm ra chứng cứ gì. Mày dám hả? Thì ra mày thông đồng với tên Quân, chiếm hết tài sản nhà anh Hải. Kế hoạch này là của tao. Tao không ngu gì mà cho nó biết. Đuổi nó phản lại, tố cáo tao thì sao? Lúc đầu tao nghĩ nó sẽ được thừa kế tài sản nhà ông Phát. Nhưng mà như mày nói, thằng Hải nó cũng có một phần không nhỏ. Còn tao, tao thì tao muốn có tất cả, cho nên tao phải ra tay thôi. Mày. Theo trình tự thì vợ chồng của mày trước tiên, sau đó là lão già kia, và cuối cùng khi tài sản vào trong tay của thằng Quân thì sẽ tới lượt chính tay của tao sẽ giết nó. Mày dám hả? Tao với thân phận là ba ruột của thằng Quân sẽ là người thừa kế cuối cùng. Mày. Thằng Quân nó chỉ là con cờ trong ván cờ của tao mà thôi. Thằng khốn nạn. Mày, mày để dành hơi mà qua bên kia thế giới đi. Đừng. Minh, mày tính làm đừng. Gì? Đừng. Mày chết đi. Anh Hải. Thằng khốn nạn. Mày giết anh Hải. Bây giờ sẽ tới lượt của mày. Không, đừng giết tôi. Vợ chồng phải có đôi có cặp chứ. Đừng. Thương xéo. Dạ. Dạ. Giết thằng đó cho tao. Dạ. Vậy con Thư hiện giờ sao rồi chị? Bác sĩ nói nó có thể sống thực vật suốt đời. Từ tối qua tới giờ tôi có gọi điện cho thằng Hải nhiều lần mà không được. Anh tìm cách liên lạc với thằng Hải giùm tôi nha. Tôi biết rồi chị. Dạ, cảm ơn anh. Bà Thư sao rồi ngoại? Nặng lắm. Chị xui bên đó nói có thể nó sống thực vật suốt đời. Con chờ ngoại một chút để quay gọi cho thằng Hải coi. Dạ. Cái thằng quỷ đó, nó đi đâu không biết. Alo. Alo, anh nghe nè em. Con Thư bị tai nạn, bị chấn thương quá nặng, có thể sống thực vật luôn đó anh. Vậy hả? Trời ơi, đúng là tội nghiệp bé Thư quá. Có
Có gì để anh thu xếp vô bệnh viện thăm nó nghe em. Dạ, vậy thôi nha anh. Em nè. Dạ. Em cũng phải ráng giữ gìn sức khỏe đó. Em biết rồi, vậy thôi nha anh. Xin lỗi đại ca, lúc đó có động nên em phải chạy. Đúng là ông trời giúp mình. Con nhỏ đó tuy được cứu sống, nhưng bác sĩ nói nó hôn mê sâu, có thể là nó sống đời sống thực vật cả đời. Thôi, cứ để nó như vậy một thời gian đi. Bây giờ ra tay thì vẫn được, nhưng có gì thì phiền phức lắm. Dạ. Bây giờ con với quậy vô thăm con Thư, chút nữa quậy gọi nó lần nữa coi sao. Dạ. Alo. Chào anh, tôi là công an hình sự, tôi muốn gặp ông Tuấn Phát. Anh đợi tôi chút nghe. Được. Ngoại, có bên cảnh sát hình sự muốn gặp ngoại. Thôi, còn nghe đi, ngoại mệt lắm. Dạ. Dạ, có chuyện gì không anh? Tôi là cháu của ông Phát đây. Hiện tại bây giờ ông ngoại tôi đang mệt, cho nên không tiện nghe điện thoại. Chúng tôi muốn báo cho gia đình biết, đêm qua ở khu vực nhà quan ở Bình Chánh có một vụ cháy. Có phát hiện một xác nam, thì phát hiện một cái bóp nam. Bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân mang tên Trần Thuận Hải. Chúng tôi muốn nhờ gia đình đến hiện trường xác nhận xem thi thể trái đen kia có phải là anh Trần Thuận Hải không. Dạ, cảm ơn anh. Để tôi báo lại với ông ngoại tôi nha. Dạ. Có chuyện gì vậy con? Dạ, bên công an họ báo là con Hải đã chết do ngã quạng. Hả? Họ cần mình lên để nhận dạng. Ngoại, dì Lại ơi, dì Lại. Ngoại ơi. Em chào đại ca. Sao rồi? Dạ, công an đang khám nghiệm hiện trường. Công an cũng đã phát hiện ra cái bóp của ông Hải. Dạ hết đại ca. Ừ. Em tưởng để cái xác như vậy cho công an được ra, sao tự nhiên đại ca bỏ cái bóp làm chi? Như vậy thì nhà của ông Phát mới biết là thằng Hải đã chết, chứ liệt vô mất tích, tài sản chưa chắc tới tay của thằng Quân. Đại ca đúng là tính toán kỹ. Còn tụi bay á, cứ giải tán về nhà hết đi, đòi nợ như cũ cho tao. Khi nào có việc tao sẽ kêu, tránh tụ tập gây chú ý. Đi đi. Dạ. Dạ, vậy tụi em về nha đại ca. Đi. Dạ. Công an xác nhận cái xác cháy đen kia chính là ông Hải. Chỗ con Thư bị tai nạn với chỗ nhà quan bị cháy kia cách có một đoạn đường thôi. Họ kết luận có thể tối qua con Thư và ông Hải đều bị bắt để sát hại, nhưng do con Thư may mắn và thoát được cho nên chạy trốn như bị tông xe như vậy. Ai mà muốn giết hết hai vợ chồng nó chứ? Còn ai nữa? Là thằng khốn nạn đó chứ ai. Nó muốn giết vợ chồng con Thư để độc chiếm gia tài mà, chứ tụi nó có thù oán với ai đâu. Còn bà nữa, sao còn ngồi đây? Bà đi đi. Nè, chưa có bằng chứng gì chứng minh là thằng An làm hết. Người bị hại có phải là con của cô đâu mà cô thấy xót chứ. Hết con Phương rồi bây giờ tới con Thư nữa. Hay là nó muốn giết chết hết con của tôi thì nó mới hả dạ hả? Mẹ ơi. Bà đi đi. Chị Hai à, chuyện nào ra chuyện đó mà chị Hai. Nín đi. Mẹ à, gì với thằng đó không có liên quan gì đâu. Tại sao? Còn Binh bả hả? Bây giờ muốn con Thư bị giết thì hai người mới sáng mắt ra phải không? Tôi sẽ gặp nó nói chuyện. Nếu nó dám làm mấy chuyện này, tôi sẽ không bao che cho nó đâu. Con trai, gọi điện cho ba có chuyện gì? Vụ vợ chồng ông Hải có phải ông làm không? Ba đang giúp con có được cả gia tài đó. Tôi đã nói tôi sẽ khiến gia tài đã vào tay của tôi mà, tại sao tự ý hành động như vậy? Ba biết là con thông minh, nhiều mưu kế, nhưng mà cách của con lâu lắc lắm. Ba nghe nói là ông Phát bị đau tim nhập viện rồi hả? Đợi chôn thằng Hải xong, con lựa dịp mà tiện ông luôn đi. Tới khi đó gia tài sẽ là của con đó con trai à. Tôi đã nói là tôi không muốn giết người. Ông ngoại cũng lớn tuổi rồi, không còn sống được bao lâu đâu. Con đừng có chủ quan. Lỡ như ông ta sống tới cả trăm tuổi thì sao? Di chúc chỉ có hiệu lực khi mà ông chết. Ông mà còn sống thì có thể sửa đổi bất cứ lúc nào. Nè, con đâu phải chưa từng giết người đâu con trai. Con nên nhớ, ba đang nắm trong tay bằng chứng giết người của con và cái chỗ chôn xác con Phương đó. Con trai là người thông minh, con biết phải làm sao rồi đó.
Ông đang đe dọa tôi đó hả? Ba đã nói là ba với con đi cùng với nhau một con thuyền. Có chuyện gì thì ba cũng lo cho con trai của ba hết. Chỉ tại con cứng đầu cho nên ba mới làm căng thôi. Sao? Con có đồng ý với kế hoạch của ba hay không? Mình đã quá coi thường thứ ông đó, không phải là tiền mà là cái gia đình này. Mình cũng chỉ là một cờ cỡ mà thôi. Cái gì vậy nè? Sao bà lại vô đây? Chị đã nói rồi mà, không cho bà tiếp cận con Thư mà. Chị hai đừng có đa nghi quá mà. Đa nghi cái gì? Chị dịu chỉ vô thăm con Thư một chút thôi, có gì đâu. Mẹ, công an cũng đang điều tra rồi, có thể không phải thằng An đâu. Nếu không, công an đã tạm giam nó rồi. Cái thằng đó, nó mưu mô thủ đoạn đủ thứ à. Nó chưa bị bắt, nhưng mà không có nghĩa là nó không có khả năng. Tôi chỉ mới vô thăm con Thư một chút, bà đừng có la cầu phúc. Mai mốt tôi sẽ không gặp trực tiếp con Thư nữa. Thôi tôi về. Chị Diệu, em cũng về luôn nghe chị hai. Cậu quay ngủ rồi hả chị? Tôi định đem sữa lên cho ông uống. Ông nói ông muốn ngủ, ông không có uống sữa. Cậu Hải chết, ông buồn nên ông yếu đi nhiều. Tôi xuống nha cậu. Con đừng có chủ quan. Đỡ như ông ta sống tới cả trăm tuổi thì sao? Di chúc chỉ có hiệu lực khi mà ông chết. Ông mà còn sống thì có thể sửa đổi bất cứ lúc nào. Con đâu phải chưa từng giết người đâu con trai. Dừng lại giùm chị. Chị làm hết rồi chị? Thằng An kìa. Đâu chị? Em đâu thấy chiếc xe hơi nào đâu. Trời ơi, nó chạy xe Honda vừa chạy qua đó. Trời ơi là trời, nhà nó mấy chiếc xe hơi nó không đi. Nó đi xe Honda làm gì? Không phải đâu. Không phải, là thằng An mà. Chị thấy nó kỳ lắm. Không phải mà. Hoành lại, đuổi theo nhanh lên. Đi. Dạ. Mai mốt hạn chế kêu giật ngược nghe. Trời ơi, nhanh lên đi mà. Dễ tai nạn lắm mà. Tại sao cô tới giờ này? Tôi tới để bàn giao việc của ông Phát. Sợ công an theo dõi cho nên phải đi giờ này. Bà kêu con giết ổng mà tại sao con cứ chần chừ hôm nay là sao? Ổng có phải ruột thịt gì với con? Cả một gia tài đồ sộ, điên hay sao mà chưa chịu ra tay? Ổng có vẻ cảnh giác tôi cho nên bây giờ tôi mới qua bàn tính với ông đi. Ông nghi ngờ con rồi hả? Ừ. Lúc nào cũng có người túc trực kè kè ổng. Tưởng đâu là ở cận kề sẽ dễ ra tay hơn. Không được rồi, phải tính cách khác thôi. Chạy xe từ nãy giờ thấy khát nước quá, cho tôi miếng nước đi. Được rồi, đợi ba tí xíu. Xe nó kìa. Ông này là ông Dũng, người tình của bà Tuyết năm xưa đây mà. Làm cái gì vậy? Bà hỏi làm cái gì?
Vũ. Tên là ông Vũ. Hả? Con đứng lại cho mẹ. Tại sao hai người tới đây? Con chụp thuốc mê ổng, định thiêu chết ổng, giống vụ cháy nhà của dì Xuyến đúng không? Thằng khốn nạn, đúng là mày giết người không gớm tay mà. Con phải con Phương, vợ chồng của Thương lại cho mày giết không? Mày trả lời đi. Phúc, hả? Phúc, Phúc. Ông đừng vu khống tôi, có bằng chứng rồi hãy nói. Còn ổng, xịn quá ngủ gục thôi. Tôi đang định nấu nước nóng pha nước chanh cho ông giải rượu đây. Mày đừng có xạo. Tin hay không thì tùy các người. Chị, hình như có một khác. Khốn nạn này. An, con không nghe những lời mẹ nói hay sao? Tiền tài danh vọng con xây dựng bằng tội ác thì không bao giờ lâu bền được. Nếu ông Vũ xảy ra chuyện gì, mẹ sẽ là người đi tố cáo chuyện hôm nay của con. Bà có biết ông đang uy hiếp tôi? Bây giờ tôi không giết ông, sau này người chết sẽ là tôi. Được, bà muốn thì đi tố cáo tôi đi, hoặc là để ông giết tôi, để bà được mang tiếng là đại nghĩa diệt thân, như ngày xưa bà cứu con Thư mà không cứu tôi. An, bà đứng ở đó, bà mà còn theo tôi, ngay cả bà tôi cũng không tha đâu. Chị Diệu, em biết chị thương thằng An, nhưng mà cũng chưa xảy ra sự cố gì. Em sẽ không nói chuyện hôm nay cho ai biết đâu. Bây giờ mình tính sao chị? Chỉ là thuốc mê, sẽ tỉnh lại thôi. Còn thằng An chắc nó không dám quay lại nữa đâu. Mình đóng cửa rồi đi về. Dạ. Ngày mai chị sẽ tới gặp ông Phát để nói rõ sự thật. Thằng An là con của chị. Nếu ông không tin, chị sẽ cùng thằng An đi làm xét nghiệm. Chị quyết định rồi hả? Trước đây chị nghĩ mình nợ nó, nó lại không muốn nhận chị, nên chị mới im lặng để cho nó được thỏa nguyện. Nhưng bây giờ vì bí mật này, vì cái gia tài đó mà nó trở thành kẻ sát nhân, chị không thể không lên tiếng được. Em hiểu rồi, thôi mình đi về chị. Thằng Rành con, mày cũng xảo quyệt lắm. Có sao không? Không sao đâu chị. Hồi tối hôm qua, ông Phúc ông có điện thoại kể cho em rồi. Em cũng nghĩ đây là cách tốt nhất đó chị. Ừ. Có thể sau vụ này nó càng hận chị hơn. Nhưng mà chị không thể để nó tiếp tục sai lầm như vậy. Hay là để em qua đó với chị, có gì em nói chuyện với nó. Thôi, mình chị đi được rồi, không sao đâu. Vậy thì chị đi đi. Mà có cái chuyện gì á là chị gọi điện cho em liền nghe không? Ừ. Cẩn thận nghe không? Biết rồi. Để đó đi, để đó đi, em dẹp cho. Đi đi. Đi đi. Chị đi nghe. Ừ. Nhớ cẩn thận đó. Không sao đâu mà.
Chị hả? Chị nhớ lời em dặn nha, có chuyện gì là phải gọi điện cho em liền đó. Rồi, chị nhớ rồi, có gì chị sẽ điện cho em. Dạ dì ơi. Dì cho con hỏi nhà chị Tuyền đâu vậy dì? Ủa, khu này không có ai tên Tuyền hết đó chú. Dạ cảm ơn dì. Dạ chị. Chị nhớ rồi mà. Chị. Thu ơi Bắt người ta cố người. Thu ơi Bây giờ chức định hắn sẽ đề phòng. Mọi gì sẽ khó khăn. Con cũng khá lắm, cũng may là ba không bị làm sao. Là do ông ép tôi thôi. Tôi đã nói từ từ đã ông già kia chết rồi mà. Ok, coi như là ba tha lỗi cho con. Ba đã dọn đi chỗ khác. Khi nào con giết xong ông già đó thì cha con mình gặp lại nhau. Ba không muốn là bị con tiễn đi quá sớm. Con trai, con không còn con đường nào đâu. Một là con hợp tác với ba để chia đôi tài sản, còn không thì vô tù mà lãnh án tử hình vì tội giết người đi. Con chọn đi. Sao rồi? Sự im lặng về con trai. Chọn đi chứ. Tôi sẽ hợp tác với ông. Được. Để đánh dấu sự hợp tác lần này, ba đã giúp con tiễn đi một chướng ngại vật rồi. Ông lại giết ai nữa? Ba mẹ ruột mà con căm ghét đó. Ba định hôm nay tới tố cáo con với ông Phát. Ba đã nghĩ cho con, và cũng không muốn con bị trời đánh, cho nên ba đã ra tay thay con. Ai cho phép ông làm như vậy? Không phải là con hận ba lắm hay sao? Ba chỉ giúp con thôi. Ba mà không chết thì con sẽ mất tất cả. Đừng có mà làm chuyện dại dột. Con hiểu chứ? Em có thấy người ở trong nhà không? Mới lúc nãy nè, có một người phụ nữ bị đâm nặng lắm. Dù mới đưa đi cấp cứu đó anh. Hình như là chủ nhà này đó. Cảm ơn em. Dạ. Bà Thu ơi, bà đừng có xảy ra chuyện gì nghe bà Thu. Bà muốn đánh bà muốn chửi tôi không được. Đừng có chết mà bà Thu. Bà đừng có chuyện gì cho bà Thu. Bà Thu ơi, đừng bỏ tôi mà bà Thu. Tôi giảng sinh bà đó. Bà Thu ơi. Bác sĩ ơi. Bác sĩ. Bà Thu sao rồi bác sĩ? Xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng cô ấy không thể vượt qua. Bên trong đang làm vệ sinh, từ nhà không được bà vào ơi. Anh bình tĩnh lại đi. Bà Thu đừng bỏ tôi mà. Bà Thu ơi. Bà Thu. Vậy đi bà Thu ơi. Chị em ơi. Bà.
Chị xin lỗi em. Chị đã làm liên lụy đến em rồi cô ơi. Chị hại em rồi cô ơi. Nè, dì mới mua cái mùng với cái mền mới nè, dì cho con đó. Khi nào lạnh thì con đắp nha. Con... thôi, mẹ con chị không có nhận đâu. Chị không nhận là em giận chị luôn đó. Coi như em cảm ơn chị đã giúp em, chị nhận đi. Cảm ơn em nha. Ừ. Cảm ơn dì đi con. Dạ, cảm ơn dì Thu. Tôi ơi, tôi không đánh bài nữa đâu. Bà đâu ơi. Bà đâu. Để chuyện tôi nhỏ em. Cái tôi với bà lên núi ở. Chỗ đó đâu có ai biết bà đâu. Không ai biết tụi mình hết. Mình sống tới già luôn, được không? Bà chịu đi mà. Bà không chịu hứa đúng không? Bà không chịu cưới tôi đúng không? Tôi đi đánh bài tiếp. Nè nè nè. Ông điên hả? Ở đây biết bao nhiêu chỗ không ở. Lên núi ở với khỉ hay chị? Vậy bà chịu cưới tôi rồi đúng không? Chấp nhận. Chấp nhận cái con khỉ này. Bây giờ ông thách thức tôi đúng không? Tôi cho ông một trận. Ê bậy. Tôi cho ông một trận. Nè nè, giữ đường giữ sát. Đừng đứng yên đó. Đừng rồi. Nè, tôi không chơi trò bạo lực nha. Tôi không chơi trò bạo lực nha. Nè, đi đâu? Nè.